Được cô và các bạn, sau đây em xin bắt đầu trình bày bài thuyết trình của nhóm ba chúng em. Đây, sau đây là danh sách thành viên nhóm ạ. Em thưa cô, câu hỏi thảo luận là về cấu tạo vi thể, tuyến nội tiết, nói chung các tế bào tuyến và mạch máu có mối liên hệ mật thiết là đúng hay sai và tại sao? Cô, hệ nội tiết là hệ thống không có ống tiết mà chỉ có các tế bào tiết ra nội tiết tố. Hệ nội tiết bao gồm tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận và tuyến tùng. Hệ thống nội tiết điều hòa chức năng của cơ thể thông qua các hormone, chủ yếu điều hòa các chức năng chuyển hóa như tốc độ của các phản ứng hóa học của tế bào, sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào hay là sự phát triển của tế bào, sự bài tiết. Phân loại các tuyến nội tiết thì ở đây chúng em phân loại là tuyến tản mát thì gồm có tuyến kẽ của tinh hoàn và buồng trứng. Tuyến lưới thì gồm có tuyến yên, gan, tuyến nội tụy nội tiết và tuyến thượng thận. Và tuyến túi thì có tuyến giáp ạ. Sau đây là cấu tạo vi thể của một số tuyến nội tiết như là tuyến yên, tuyến giáp và tuyến thận. Tuyến yên là một tuyến nhỏ nặng khoảng 0,5 gram nằm ở nền sọ trong hố yên của xương bướm. Tuyến yên được cấu tạo từ hai khối tuyến có nguồn gốc và cấu tạo khác nhau là phần trước và phần sau. Phần trước là có nguồn gốc phụ thai từ túi Peutz, chia làm 3 phần. Phần xa là lớn nhất, có cấu tạo là tuyến tiết kiểu lưới điển hình. Phần cổ là góc phần tạo nên của tuyến yên, và phần trung gian là phần nằm giữa phần xa tuyến yên và thủy thần kinh. Phần sau là mô thần kinh có nguồn gốc từ sàn não trung gian, chia làm 3 đoạn, lồi giữa, thân phễu và ụ phễu. Và bên cạnh là hình ảnh mô học của tuyến yên của thùy sau ạ. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết kiểu túi gồm túi tuyến và mao mạch bạch huyết. Trong lòng túi tuyến chứa chất keo tuyến giáp do tế bào nang tiết ra. Túi tuyến giáp thì là các khối hình cầu được cấu tạo bởi hai loại tế bào là tế bào nang và tế bào cận nang. Những mao mạch là những mao mạch máu nằm trong mô liên kết xen kẽ các túi tuyến và có quan hệ mật thiết với các túi tuyến, là loại mạch có lỗ thủng được lót ngoài bởi màng đáy ạ. Và hình bên phải là cấu tạo của tuyến đó, mô học của tuyến giáp ạ. Tuyến thượng thận thì từ ngoài vào trong tuyến thượng thận gồm có 3 lớp. Lớp cung là mỏng chiếm 15% khối lượng tuyến vào trong thận, gồm những tế bào uốn cong. Giữa lớp cung và lớp vỏ có nhiều hình ảnh dán phân, đây là vùng sinh sản của tuyến vỏ thượng thận. Lớp bó thì là dày nhất, chiếm 78% khối lượng vỏ tuyến thượng thận, gồm những tế bào hình đa diện, bát màu nhạt xếp thành dây dài. Những dây tế bào có chỗ gần như song song với nhau được cách nhau bởi các mao mạch máu. Lớp lưới là lớp mỏng nhất, chiếm 7% khối lượng. Các dây tế bào tuyến xếp theo những hướng khác nhau thành từng lưới dây tế bào xen kẽ với lưới mao mạch. Các tế bào tuyến đỏ và thẫm màu, bào quan kém phát triển, nhân tế bào thường teo và thẫm màu. Và bên phải là hình ảnh mô học của tuyến thượng thận ạ. Đấy, chuyển tiếp đi mẹ. Sau khi tìm hiểu hình ảnh mô học của ba loại tuyến trên thì bọn em đưa ra được kết luận là tuyến nội tiết không có ống bài xuất riêng chế tiết được đổ thẳng vào máu, mà mao mạch có cấu trúc đơn giản, có hoặc không có màng đáy và thường là mao mạch có lỗ thủng hoặc mao mạch kiểu xoang. Do đó, tế bào tuyến có quan hệ mật thiết với các tế bào mao mạch hay là mạch bạch huyết ạ. Đó là tất cả phần trình bày của nhóm chúng em. Cảm ơn cô và các bạn theo dõi lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn nhóm nhóm mấy đây? Nhóm ba. Nhóm ma bạn là bạn Thanh, đại diện nhóm ma đã trình bày nội dung thảo luận của nhóm. Với cái trình bày bài trình bày của bạn Thanh, cô mời cả lớp có bạn nào ý kiến nhận xét bài của nhóm ma nào?
Bạn nào có ý kiến nhận xét nào? Cô Hoàn Tiến. Cô mời Tiến. Vâng, cổ em không bổ sung gì, em yêu bài của nhóm em đầy đủ rồi ạ. Đầy đủ rồi. Theo cái sự trình bày của bạn Tiến thì em có thấy rằng là có hiểu được cái nội dung cũng như là mục tiêu của câu hỏi các cô muốn đưa ra không? Em nghĩ là có. Nghĩ là có. Cô mời bạn Thùy Linh. Em nói cô là nếu mà theo cái bố cục trình bày của bạn thì em không hiểu lắm ạ. Em chỉ hiểu khi mà bạn đưa ra cái kết luận cuối cùng là có liên quan mật thiết, các tuyến nội tiết có liên quan mật thiết đến các mô mạch ở trong đó. Thế với cái nội dung mà em đã chuẩn bị ở nhà thì theo ý em với cái câu hỏi này em muốn trình bày như thế nào? Em nói cô là nếu mà em trình bày thì em sẽ đưa ra cái kết luận trước là các tuyến nội tiết này nó sẽ có liên quan đến cái các có liên quan mật thiết đến mạch máu. Cái lý do đấy là thứ nhất là mình liệt kê ra là hệ thống nội tiết thì nhất là nó không có ống tiết, và đấy là cái đoạn đầu mà các bạn trình bày ạ. Nó không có Có ống tiết trong mạch nhất thiết phải trình bày tất cả các cái tuyến nội tiết như là bạn Thanh trình bày không? máu. Còn theo em thì không nhất thiết là phải trình bày hết như vậy ạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Linh. Thế thì qua những ý kiến nhận xét cũng như là bạn thân Thanh đã đại diện nhóm 3 trình bày cái nội dung thảo luận của nhóm, cô rất là đồng ý với lại ý kiến của bạn Linh. Chúng ta phải hiểu rằng là với câu hỏi này đó là gì? Nào trình bày lại câu hỏi cho cô Thanh. Em đưa cô là câu hỏi là về cấu tạo vi thể tuyến nội tiết, nói chung là các tế bào tuyến và mạch máu có mối liên hệ mật thiết là đúng hay sai và tại sao? Rồi, thì đầu tiên với câu hỏi này chúng ta phải trả lời nó là đúng hay sai. Em đưa cô là đúng ạ. Là đúng, và chúng ta chứng minh cái sự đúng đấy, đúng không nhỉ? Thế thì khi chúng ta đã học ở mô đại cương, ở trong mô đại cương, bài đầu tiên đó chính là bài biểu mô, đúng không ạ? Biểu mô thứ nhất dựa vào chức năng, người ta chia ra làm hai loại là biểu mô phủ và biểu mô tuyến. Biểu mô phủ có chức năng che phủ hay bao phủ, còn biểu mô tuyến có chức năng là chế tiết. Cái biểu mô tuyến đấy thì dựa vào cái nơi nhận sản phẩm chế tiết đầu tiên, người ta lại chia nó ra làm hai loại, đó là tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Thế nào được gọi là tuyến ngoại tiết? Đó là cái sản phẩm chế tiết của nó đổ ra mặt ngoài của cơ thể hay đổ vào mặt khoang, các cái trong khoang, các cái tạng rỗng. Ví dụ như là khoang miệng của chúng ta, đó chính là gì? Muốn ẩm miệng của chúng ta ẩm ướt thì muốn có tuyến nước bọt. Hay là thành ống tiêu hóa thì nó gồm có các cái tuyến nằm ở trong các đoạn ống tiêu hóa. Ở mô đun tiêu hóa chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi. Hay là trên da của chúng ta có tuyến mồ hôi, khi mà mồ hôi mà mùa hè đi nắng thì chúng ta thấy rằng là nóng, chúng ta thấy mồ hôi nó chảy ra, vân vân, rất là nhiều các cái tuyến được gọi là tuyến ngoại tiết. Thế còn tuyến nội tiết là gì? Tuyến nội tiết là cái sản phẩm chế tiết của nó không đổ vào trong các khoang, các cái tạng rỗng hay là đổ mặt ngoài cơ thể, mà nó đổ trực tiếp vào trong máu. Và sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết này, đó là tuyến ngoại tiết thì nó có phần chế tiết và ống bài xuất. Thế còn riêng cái tuyến nội tiết này nó không có phần bài xuất mà nó chỉ có các cái tế bào chế tiết thôi. Chính vì vậy mà cái sản phẩm chế tiết của nó sẽ đổ trực tiếp vào trong máu. Nên là cái mao mạch máu là cái nơi vừa vừa là cấp cung cấp chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho các tế bào tuyến, vừa là cái nơi mà thu nhận các sản phẩm chế tiết của các tế bào tuyến này tiết ra. Chính vì vậy mà người ta gọi là gì? Là tuyến nội tiết. Và các cái tuyến nội tiết thì bài lý thuyết hôm trước cô đã chia sẻ với chúng ta rồi, nó gồm có các cái tuyến như là tuyến yên, ví dụ như là tuyến giáp, tuyến thượng thận, hay
hay tuyến kẽ của tinh hoàn, tất cả các tuyến đấy chúng ta đã tìm hiểu ở phần lý thuyết, thì chúng ta thấy là nó liên kết mật thiết với lại các mao mạch máu. Hoặc là trên cơ thể chúng ta có cái tuyến là vừa ngoại tiết vừa nội tiết. Ngoại tiết đó là chế tiết ra các cái dịch, ví dụ như là gan chế tiết ra dịch mật để đổ vào khu hai của tá tràng. Hay tụy thì có tụy ngoại tiết chế tiết ra các cái men tụy cũng đổ vào khu hai của tá tràng. Thế còn cái phần nội tiết thì ở gan thì chế tiết ra các tổng hợp, chế tiết ra các men gan để đổ vào trong máu. Thế còn ở tụy thì nó có tụy nội tiết chế tiết ra các men tụy, trong đấy có hai chế tiết ra các hormone, trong đó có hai cái hormone cực kỳ quan trọng để cân bằng cái đường lượng đường huyết, đó là insulin và glucagon mà chúng ta đã học ở cái module hệ tiêu hóa. Thế thôi. Và ở với câu hỏi này thì bạn Thanh chỉ lên là gì? Chỉ ra một số, em chỉ cần nói như vậy và em chỉ ra một số các cái hình ảnh thôi, ở một số các cái tuyến thôi. À, nó liên quan mật thiết hình ảnh như thế này, và đây là tế bào, đây là mao mạch máu, và nó chỉ có cái phần tế bào chi tiết tạo thành các cái dây thôi, hay là đa số các cái tuyến trên cơ thể chúng ta là cái tuyến kiểu lưới thôi. Có một cái tuyến mà chúng ta học ở cây lâm sàng này, đó tuyến giáp, thì các bạn sẽ mô tả ở phần sau. Thế còn tuyến tản mát thì về cái hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ chúng ta đã tìm hiểu, chứ còn chúng ta cũng không phải mất quá nhiều thời gian để liệt kê tất cả các cái tuyến nội tiết mà chúng ta nói đến. Sau đó thì cái phần mà chúng ta muốn làm bật nổi bật lên thì chúng ta lại không đạt được, giống như bạn Linh nhận xét. Với câu hỏi này thì tại vì cái phần câu hỏi thì bọn em thấy là nó bảo là vì cấu tạo vi thể của các tuyến nội tiết nói chung với cô, thì bọn em là em nghĩ là phải chứng minh tất cả các tuyến nó phải đều có các tế bào tuyến và mạch máu có mối liên hệ mật thiết thì mới làm bật được lên cái ý của câu hỏi ạ. Thế nên bọn em mới lại liệt kê hết rồi bọn em mới ghi kết luận được cuối cùng. Rồi. Đấy cũng là một cái ý kiến của em cũng như là riêng nhóm. Thế thì em có thể là chắt lọc những cái nhận xét của cô cũng như là nhận xét của bạn Linh để mà làm thế nào ở những buổi sau chúng ta có những cái bài thảo luận là nó nổi bật nhất. Tuy nhiên thì một số các cái tuyến nó có nhiều thời gian để thảo luận thì cũng không phải là quá ảnh hưởng. Nhưng mà ở mỗi một tuyến này thì cái muốn làm nổi bật lên thì em nhấn mạnh cho cô. Cũng có thể là em trình bày bằng cái phương pháp của em, nhưng mà em nhấn mạnh cho cô xem tuyến này đây là mao mạch đây. Đây là cái các tế bào tuyến đây, và đây là tuyến nội tiết, là đây là cái tuyến nội tiết đây, nó liên kết chặt chẽ, liên hệ chặt chẽ với các mao mạch máu đây. Chứ còn em cũng không cần phải mô tả là cái tế bào, ví dụ như là tuyến thượng thận thì dây tế bào nó trong cái tế bào đấy, bào quan nó phát triển như nào vân vân, thì cái đấy em cũng không cần phải dườm dà về cái vấn đấy. Với câu hỏi này có bạn nào có ý kiến gì không các em? Không có ý kiến gì, cô mời nhóm tiếp theo. Nào, cô mời nhóm tiếp theo nào. Các bạn, sau đây em xin lại sau nhóm 4 trình bày bài thuyết trình của nhóm 4 ạ. Đây, xin trình bày em ạ. Câu hỏi của em là tuyến giáp là loại tuyến nội tiết kiểu nào dưới đây ạ? Tuyến nội tiết là các tuyến mà sản phẩm chế tiết được đưa thẳng vào máu, cấu tạo khung có ống bài xuất riêng, mạch máu vừa là đường đem lại các dinh dưỡng, các nguyên liệu cho tế bào hoạt động, vừa là được bài xuất của tuyến, do đó các tế bào thường liên hệ chặt chẽ với mao mạch.
giờ vào cấu tạo hình thái thì người ta chia tuyến nội tiết thành 3 loại. Loại 1 là tuyến kiểu lưới ạ. Các tế bào tuyến tạo thành các dây tế bào nối với nhau tạo thành lưới, xen kẽ là một lưới mao mạch, ví dụ như là gan, tuyến thượng thận. Đây là hình ảnh vi thể của tuyến thượng thận. Loại 2 là tuyến cửa túi. Các tế bào tuyến tạo thành các túi tuyến, thành túi là một hàng tế bào kiểu mô chế tiết. Giữa các túi có những mao mạch máu và bạch huyết, điển hình như là tuyến giáp trạng. Đây là hình vi thể của tuyến giáp. Loại 3 là tuyến kiểu tản mát. Các tế bào tuyến nằm rải rác trong mô liên kết hoặc hợp thành đám nhỏ liên hệ mật thiết với các mao mạch, ví dụ như là tuyến kẽ tinh hoàn. Và đặc điểm vi thể của tuyến giáp là tuyến giáp gồm những túi tuyến, năm tuyến có quan hệ mật thiết với các mao mạch máu và mao mạch bạch huyết, nằm trong mô liên kết xen giữa các túi tuyến. Trong lòng túi tuyến chứa chất keo tuyến giáp do tế bào tiết ra. Đây hình ảnh vi thể của tuyến giáp. Và câu hỏi này là tuyến giáp là tuyến nội tiết kiểu nào dưới đây, và đáp án và dựa vào những đặc điểm vừa nêu trên thì B đã đáp án cuối cùng của nhóm chúng em. Trên là bài thi chương trình của nhóm em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn bạn Đức Anh đã đại diện nhóm 4 trình bày cái câu hỏi số 4 ở cái trạng cơ lâm sàng này. Sau cái bài thuyết trình của bạn Đức Anh, cô mời các bạn ở trong lớp đưa ra cái ý kiến nhận xét. Cô mời bạn Sơn. Học mà không có bạn nào bật cam lên cả là sao nhỉ? Cô buổi đầu tiên khi mà giới thiệu Moon thì cô đã nhắc cả lớp rồi. Đặc biệt là buổi chiều mà buồn ngủ như này mà không bật cam thì làm sao mà học được. Không phải Sơn. Sơn đâu rồi? Nguyễn Văn Sơn. Ngủ rồi đúng không? Cô mời Thanh Tùng. Lớp trưởng tích những bạn mà cô gọi không trả lời vào nha, coi như là buổi hôm nay vắng nha. Dạ vâng ạ. Cô mời Tùng. Cùng nhận xét bài trình bày của bạn nào. Em không có nhận xét gì thêm ạ. Em đồng ý với bài trình bày. Đồng ý về trình bày. Với cái sự trình bày của bạn thì em có hiểu được cái nội dung mà các cô muốn chia sẻ cũng như là cái mục tiêu cần phải đạt được ở câu hỏi này không? Rồi, cảm ơn em. Thế thì cô nhận xét bài của nhóm 4. Cô mời bạn Hồng nào. Em tên là Nhung ạ. Nhung, Hồng Nhung đúng không? Dạ vâng, em cô là đối với câu hỏi này thì em nghĩ là các bạn đã chọn câu trả lời đúng rồi ạ. Nhưng mà ngoài việc trả lời đúng thì em nghĩ là các bạn nên phân tích rõ hơn về cấu trúc vi thể tuyến giáp là tuyến nội tiết kiểu túi như nào và nó phù hợp với chức năng và phù hợp với việc bài tiết hormone như nào ạ. Thì em nghĩ là câu hỏi này cần phải trả lời bởi gì đấy thì em cảm thấy là các bạn trình bày chưa được kỹ cho lắm ạ. Em hết ạ. Rồi. Rất cảm ơn bạn Nhung. Đây là một cái ý kiến cực kỳ là xác đáng, rất chính xác. Và cô thấy rằng là cô cũng không hiểu chúng ta có cái sự đồng cảm hay đồng tình, hay là chúng ta không muốn ngại phát biểu, hay là chúng ta như thế nào đó. Mà để mà
có được một người mà giơ tay phát biểu giống như bạn Nhung thì rất là hiếm. Thực sự là cô rất là hoan nghênh những trường hợp mà những cái tinh thần xung phong của các em. Còn bạn nào có ý kiến gì không? Theo Nhung thì nếu mà em trình bày câu này thì em trình bày như thế nào, nhấn mạnh như thế nào để biết được nó là loại kiểu túi? Em cô là thứ nhất thì em sẽ trình bày về đặc điểm cấu tạo vi thể của tuyến giáp ạ. Thì tuyến giáp là tuyến nội tiết kiểu túi, gồm những túi tuyến mà nó có quan hệ mật thiết với các mao mạch máu và mao mạch bạch huyết nằm trong mô liên kết. Thì thứ nhất thì em sau khi em đã chốt như thế thì em sẽ phân tích thứ nhất là về cấu trúc của túi tuyến giáp. Về cấu trúc của túi tuyến giáp ấy, thì em sẽ phân tích là thành túi và lòng túi. Về thành túi thì sẽ có các tế bào nang là các tế bào các tế bào ở thành túi, thì em sẽ phân tích kỹ hơn một chút về cái phần đấy và các tế bào cận nang nữa. Rồi tiếp theo em sẽ phân tích, nếu mà phân tích kỹ hơn thì có thể phân tích cả những cái mao mạch và mối liên hệ của chúng, nhưng mà ở câu 1 thì ở câu vừa rồi các bạn đã phân tích cái đấy rồi nên em nghĩ là thôi ạ. Với lại thế là nếu mà mình phân tích kỹ hơn thì mình sẽ liên hệ được với cái chức năng của nó nữa, chức năng bài tiết hormone của nó nữa. Chức năng hoạt động của tế bào đúng không? Chức năng hoạt động của các tế bào nang nó như thế nào? Vì sao nó lại tạo ra cái chất keo giáp trạng? Dạ vâng. Đúng không? Và từ cái chất keo giáp trạng này kết hợp với lại gì? Iốt để mà gì? Tổng hợp lên T3, T4 dưới tác dụng của hormone thủy tiết thủy chất của tuyến điên, đó là TSH. Đúng không? Dạ vâng. Ý của Nhung là như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Em muốn làm rõ rất là chính xác ạ. Muốn làm rõ cái phần đó hơn để nó phù hợp giữa cấu tạo với lại chức năng, đúng không? Nó là kiểu túi đấy, đúng không ạ? Vì thế nào được gọi là kiểu túi? Bởi vì là các cái tế bào chế tiết này nó tạo thành các nang hay là các cái túi tuyến, đúng không ạ? Và các cái thành của túi tuyến này thì nó gồm có hai loại tế bào. Một đó là tế bào nang và hai đó là tế bào cận nang. Và như bạn Nhung, như nhận xét của bạn Nhung thì chúng ta nên nói là mô tả cái tế bào nang về hình thái của nó như thế nào, số lượng của nó ra sao để nó cái phù hợp với lại chức năng là chế tiết ra cái chất keo giáp trạng. Sau đó thì tế bào cận, ngoài cái tế bào nang này ra có cái tế bào cận nang thì tham gia vào cái tế bào cận nang này, nó cũng không tham gia nhiều vào cái tạo nên cái hình thái của cái túi này đâu. Kể cả không có cái tế bào cận nang thì nó vẫn tạo thành túi. Cho nên là chúng ta chú trọng ở đây, đó là chúng ta chú trọng cái tế bào nang. Được chưa nhỉ? Dạ em thưa cô. Sao em? Thưa cô, cái phần mà cô với bạn Nhung đang nói thì là còn một câu hỏi của nhóm em ở đằng sau ấy. Cô biết rồi. Nó sẽ nói đến. Cô biết rồi. Được chưa nhỉ? Dạ vâng. Chúng ta chỉ cần là làm rõ như thế này để mà nổi bật lên đó là loại kiểu túi thôi. Được chưa? Thế còn cô cũng không nhắc lại nó là như thế nào là túi nữa vì mô tả cái phần lý thuyết cô đã mô tả ở buổi trước rồi. Cô vào nhóm tiếp theo. Trả lời cô 5. Rồi em có cái bản trình chiếu chưa ạ? Cô nhìn được rồi. Mời em. Theo cô các bạn, sau đây em xây mặt nhóm 5 trình bày bài thuyết trình nhóm mình. Đây là danh sách thành viên nhóm. Câu hỏi thảo luận của nhóm em là: trường hợp bệnh nhân bị bazer đo trên thì tuyến giáp to ra, vậy tuyến giáp bình thường có cấu tạo như thế nào để phù hợp với hoạt động chi tiết giáo hormone T3, T4?
Đầu tiên bọn em sẽ trình bày về cấu tạo vi thể của tuyến giáp. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết kiểu túi. Thứ nhất là túi hoặc là nang tuyến giáp. Thứ hai là những mao mạch và tế bào cận nang. Đây là hình ảnh của tuyến giáp. Những mao mạch và tế bào cận nang đây. Đầu tiên về túi tuyến giáp thì túi hình cầu đường kính từ 0,2 đến 0,9mm, có thành túi là các tế bào biểu mô vuông đơn, lót ngoài là màng đáy. Lòng túi chứa chất keo thyroglobulin do tế bào nang bài tiết và có phản ứng PAS mạnh. Biểu mô gồm hai loại tế bào. Thứ nhất là tế bào nang. Loại này sẽ hình dẹt khi nó nghỉ chế tiết và hình chu. Nó có tác dụng là chế tiết ra T3, T4. Thứ hai là tế bào cận nang. Đây là hình này. Tiếp theo là những mao mạch. Những mao mạch này nằm trong mô liên kết xen giữa các túi tuyến và liên quan mật thiết với các túi tuyến, là loại mao mạch có lỗ thủng mô liên kết còn chứa nhiều mạch bạch huyết nữa. Đây hình ảnh những mao mạch. Và cuối cùng là tế bào cận nang. Tế bào này lớn gấp 2 đến 3 lần tế bào nang, nằm giữa màng đáy và tế bào nang, nhân lớn hình cầu hay là hình trứng, bào tương sáng màu, có các hạt chế tiết. Nó tiết ra hormone calcitonin và somatostatin. Về trả lời câu hỏi, đó chính là cấu tạo tuyến giáp phù hợp với hoạt động chế tiết ra T3, T4. Thì đầu tiên chính là túi tuyến giáp. Các tế bào nang tuyến tiếp nhận iốt và axit amin từ máu, tổng hợp lên thyroglobulin từ axit amin và đưa vào dự trữ ở trong lòng túi cùng với iốt. Các tế bào nang sau đó sẽ nhận thyroglobulin iốt bằng quá trình ẩm bào hoặc là thực bào, sau đó sẽ tạo ra T3, T4 và giải phóng vào máu. Bào tương có chứa không bào để đáp ứng lại các cái tác động của hormone TSH. Lòng túi là nơi dự trữ thyroglobulin từ tế bào nang. Về những mạch máu thì nó sẽ nằm xen kẽ các túi tuyến, là loại mao mạch có lỗ thủng lót ra ngoài màng đáy. Sẽ tác dụng của nó là các chất từ máu sẽ được vận chuyển vào tế bào để tổng hợp hormone, và hormone sau khi được tổng hợp thì cũng dễ dàng để khuếch tán từ tế bào này vào máu để đi đến tế bào đích. Còn tế bào cận nang thì nó sẽ có chế tiết ra hormone, đó chính là somatostatin. Hormone này sẽ ức chế bài tiết GH và ức chế bài tiết TSH. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm em. Cảm ơn cô các bạn đã lắng nghe. Cô và bạn cảm ơn bạn Hưng đại diện nhóm 5. Hưng chiếu lại câu hỏi cho cô. Rồi, cô cảm ơn bạn Hưng. Nào, với cái sự trình bày của đại diện nhóm 5 là bạn Hưng, thì cô mời các bạn ở trong lớp có ý kiến nhận xét. Cô mời các bạn có ý kiến nhận xét nào. Thực ra với câu hỏi này ấy, thì cô Bình mới sửa lại là phù hợp với lại hoạt động chế tiết T3, T4. Thực ra nếu mà để trước đây cô vẫn để cái câu hỏi đó là phù hợp với lại chức năng tiết hormone thôi. Bởi vì tuyến giáp này chúng ta thấy rằng là không phải chế mỗi nó chế tiết ra T3, T4. T3, T4 này chỉ được chế tiết ra bởi là tế bào nang thôi. Thế còn cái tế bào cận nang nó lại chế tiết ra calcitonin và somatostatin nữa cơ, đúng không? Thế thì tất cả bốn cái hormone này, bốn cái loại cái sản phẩm này đều là hormone, nên là để ở cái câu hỏi đó là chế tiết hormone là chính xác nhất. Thế thì thực ra đi với cái câu hỏi này thì nó cũng không quá là phức tạp, vì cái phần
Câu hỏi số 4 cô cũng đã nhận xét với chúng ta rồi, đúng không? Với cái hình ảnh siêu âm ở trên bệnh nhân này thì kích thước của tuyến giáp cân nang túi tuyến này nó to hơn so với bình thường. Thế thì vậy thì tuyến giáp bình thường như thế nào? Thì chúng ta ở trong lý thuyết chúng đã nói rồi, cái tuyến giáp này nó được cấu tạo bởi các cái nang, đúng không? Và kích thước của các cái nang tuyến này hay các túi tuyến này là bao nhiêu, đúng không? Cái cấu tạo của nó thì từ đầu đến giờ chúng ta cũng cả ba nhóm chúng ta cũng đều nhắc đến cái tuyến giáp này, đúng không? Đó là gì? Thành túi tuyến nó gồm có các hàng tế bào nang, có một hàng tế bào nang, và các hàng tế bào nang này, nếu mà các hàng tế bào nang nó đang có chức năng đang hoạt động chế tiết thì nó có hình trụ hoặc là hình vuông. Ở trong sách của chúng ta có thể nói là nó dẹt hoặc hình vuông là không chế tiết, thì thực ra tế bào hình vuông nó vẫn là có chức năng chế tiết. Hình trụ hoặc hình vuông nó là có chức năng chế tiết. Thế còn nếu mà tế bào này nó không chế tiết nữa thì nó mới dẹt. Nên là ở trên cái hình ảnh mà kể cả nhóm 4 nhận nhóm 5 này, chúng ta đưa ra những cái hình ảnh mà thể hiện cái tuyến giáp thì cái nhân của nó rất là dẹt đấy, thì đấy là một cái các cái nang tuyến giáp nó không điển hình. Để mà nó ở điển hình đang cái hoạt động chế tiết ấy, thì nhân của nó ít nhất là phải có hình tròn cơ hay hình cầu cơ. Thì nhân hình tròn hay hình cầu đấy chính là thể hiện các cái tế bào biểu mô vuông đơn. Vuông đơn là cái tế bào đang hoạt động, có thể là trụ đơn, có thể là vuông đơn. Thế còn ngoài các cái tế bào nang này ra thì số lượng ít sát với màng đáy đó là cái tế bào cận nang. Và cô cũng không nhắc lại cái sự hoạt động của các cái tế bào này nữa. Để nó phù hợp với lại chức năng. Đó là bên trong lòng của nó chế tiết ra chất keo giáp trạng như là câu 4 cô đã giải thích với chúng ta rồi. Với câu hỏi này thì cả lớp có bạn nào có ý kiến gì không các em? Cả lớp? Không ạ. Rồi, không có ý kiến gì thì cô mời cả lớp nghỉ và cô chào cả lớp. Chào cô. Chào cô. Chào các em.